Diễn biến ở tập 27, 28, 30. Sau khi Quân biết bố của Ted là người trùm buôn bán ma túy và có thể giết người bất cứ lúc nào, Quân bèn nhớ lại lúc trước bố của Quân là người làm việc cho bố của Ted, và ông bị vu oan là người buôn bán ma túy đến mức phải tự sát. Điều này khiến Ted Phép và Quân nghĩ bố Ted là người giết bố Quân. Quân nghi ngờ và quyết định tìm ra sự thật về cái chết của bố. Khi ông Thunderbolt hỏi Quân về Ted và vợ của ông ta, nhưng Quân không hợp tác. Thái độ của ông liên tục xúc phạm bố Quân. Điều này khiến Quân càng chắc chắn rằng cái chết của bố có liên quan đến ông Thunderbolt. Khi được Quân cho hay, ông Thunderbolt hiện đang theo dõi Ted và mẹ của mình, nên Ted Fett và mẹ tìm chỗ trú khác chứ không ở nhà của Quân nữa. Hai người đến nhà của bác sĩ Sunai ẩn nấp. Ở bệnh viện, Ginny đã hồi phục. Ginny đã xin lỗi Quân vì chính cô đã làm phiền Ted phải đến chăm sóc cô ở bệnh viện. Quân lạnh lùng trả lời, cô không cần phải xin lỗi, vì điều đó Quân đã hiểu. Quân hỏi Watt Phép nếu được hoán đổi về thân xác của mình thì anh sẽ sống như thế nào. Watt Phép trả lời thì vẫn sống cuộc sống bình thường như trước kia thôi. Nhưng Quân lại hỏi thế chuyện của chúng ta thì sao. Câu hỏi của Quân khiến Watt Phép khựng người và không thể trả lời. Tập 27-28 sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn đón xem.